Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa rét trải rộng khắp Bắc và Trung Bộ trong khi siêu bão Bofa có cường độ rất mạnh sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong tuần này. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bàn về việc tăng các loại phí giao thông, còn cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm ngăn chặn tình trạng cướp giật lộng hành trên địa bàn. Câu chuyện nhân ngày Người Khuyết Tật Quốc tế mùng 3 tháng 12, người khuyết tật sống độc lập, điều hoàn toàn có thể thực hiện với sự hỗ trợ của cộng đồng. Tin quốc tế, chính phủ Nhật Bản yêu cầu rà soát 49 đường hầm cao tốc cũ sau vụ sập đường hầm nghiêm trọng làm 9 người thiệt mạng vào ngày hôm qua. Bức thư tay của vị hoàng đế nổi tiếng Napoleon Bonaparte vừa được bán đấu giá thành công với giá 4 tỷ đồng. Trong bức thư này, hoàng đế Pháp dọa cho nổ tung nước Nga. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau khi tràn qua Bắc Bộ gây rét, có nơi rét đậm, ngày hôm nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các địa phương miền Trung, gây mưa, có nơi mưa to và dông. Trong khi đó, thì khối không khí lạnh mới được tăng cường đang tiến về nước ta, khiến cho tình trạng rét lạnh sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Đêm qua, nền nhiệt tại hầu khắp khu vực Bắc Bộ tuy tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét, có nơi rét đậm như vùng núi cao Sapa, Sìnhồ, Hồ, Mẫu Sơn, dao động từ 10 đến 12 độ, Trung Du từ 12 đến 15 độ, còn ở đồng bằng từ 16 đến 17 độ. Ngày hôm nay, do không khí lạnh vẫn tiếp tục kết hợp với đới gió Tây mạnh tạo ra những dải mây tồn tại trong nhiều giờ trên khu vực Bắc Bộ, nên bầu trời vẫn nhiều mây nhưng mưa đã giảm và nhiệt độ tăng chậm lên ngưỡng từ 17 đến 20 độ, trời tiếp tục rét. Tuy nhiên, trạng thái tạnh giáo này sẽ nhanh chóng chấm dứt khi hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai mùng 4 tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Do đó, từ đêm mai ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày mùng 5 tháng 12 sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đến ngày 8 tháng 12, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Như vậy, đây là đợt rét sâu nhất và kéo dài nhất ở miền Bắc từ đầu mùa đông đến nay. Đợt rét này bắt đầu từ ngày 23 tháng 11, sau đó gió mùa đông bắc liên tục tràn về, gây mưa rét trên diện rộng ở miền Bắc. Hiện một cơn bão mạnh với sức gió 180 đến 200 km/h, có tên quốc tế là Bofa, đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền Nam Philippines. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 3 ngày nữa bão sẽ vào đến Biển Đông. Hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc, 130,4 độ Kinh Đông, cách đảo Mindanao, Philippines khoảng 460 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17, cấp 18. Theo các cơ quan khí tượng trên thế giới, bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến trưa mai, bão sẽ đổ bộ vào phía bắc đảo Mindanao, Philippines với sức gió mạnh nhất ở cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16, sau đó giảm một cấp và tiến vào vùng biển Sulu của Philippines. Đến trưa ngày 6 tháng 12, bão Bofa đi vào Biển Đông, phía đông bắc của quần đảo Trường Sa và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông trong năm 2012. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, bão Bofa có nhiều khả năng chất lên phía Bắc hướng về khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Tuy nhiên, trên đường đi, bão sẽ ảnh hưởng tới vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa, sau đó là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây sóng to, gió giật, biển động mạnh. Vì vậy, tàu thuyền đánh bắt xa bờ cần hết sức lưu ý, theo dõi diễn biến cơn bão để có hướng di chuyển hợp lý. Để chủ động ứng phó với bão Bofa và gió mùa đông bắc trên biển, ngày hôm nay Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng đã gửi công điện khẩn đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với địa phương, chủ tàu và gia đình thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão và gió mùa đông bắc để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó thì Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Cảnh sát biển phải tổ chức trực theo quy định có biện pháp đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn khi có yêu cầu. Các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và gió mùa đông bắc trên biển, thường xuyên báo cáo tình hình liên quan về Cục Cứu hộ Cứu nạn để chủ động ứng phó. Trước những diễn biến nhanh và phức tạp của siêu bão Bofa, ngày hôm nay, hàng nghìn người đã được lệnh sơ tán khỏi các khu vực ven biển đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Đúng một năm trước, hòn đảo này cũng phải hứng chịu một trận bão mạnh, làm hơn 1.000 người thiệt mạng.
Theo dự báo, trưa mai bão Bofa sẽ đổ bộ vào đảo Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines. Trong ngày hôm nay, gần 1.000 người dân sống trên các hòn đảo và những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng khác tại tỉnh Surigao de Soa thuộc đảo Mindanao đã được yêu cầu di rời đến các trung tâm sơ tán. Ngư dân và tàu cá đã được cảnh báo không ra khơi, các trường học tạm thời đóng cửa và nhiều xe tải đã được chuẩn bị sẵn sàng để chở người dân khi cần thiết. Chính phủ Philippines cũng đã chuẩn bị nhiều gói thực phẩm và thiết bị khẩn cấp khác tại các khu vực bão có thể sẽ đi qua. Theo thống kê, mỗi năm Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn. Vào giữa tháng 12 năm ngoái, đảo Mindanao của Philippines đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cơn bão Wasi với hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Wasi nằm cách thủ đô Manila khoảng 800 km. Do tại đây hiếm khi bị các cơn bão tàn phá so với hầu hết các vùng còn lại của Philippines, nên người dân địa phương đã bị bất ngờ khi lũ lụt do mưa lớn tấn công. Cơn bão cũng khiến hơn 88.000 người phải đi sơ tán và sống chen chúc dài ngày trong những trung tâm di tản tạm thời. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc kỳ họp cuối năm. Một trong những nội dung chính sẽ được tập trung thảo luận là xem xét tăng một số loại phí như phí tham quan Hoàng Thành và đặc biệt phí sử dụng vỉa hè lòng đường, bến bãi trông giữ xe được kiến nghị tăng gấp đôi so với trước đây. Cụ thể, mức phí sử dụng vỉa hè lòng đường để trông giữ xe cao nhất được đề xuất là 80.000 đồng 1m2 một tháng tại các phố trung tâm quận Hoàn Kiếm. Các tuyến phố trên đường Vành Đai 1, 2 và 3 dự kiến sẽ nâng mức thu lần lượt theo thứ tự 60.000 đồng, 45.000 đồng và 40.000 đồng 1m2 một tháng. Các tuyến phố còn lại của huyện Từ Liêm và còn lại của các quận sẽ tăng mức thu lên 30.000 đồng 1m2 một tháng. Theo Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, việc tăng mức phí nhằm tăng thu ngân sách để tu bổ hạ tầng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bãi đỗ xe, góp phần giảm thiểu ùn tắc. Trước đó, cuối năm 2011, Hà Nội cũng đã tăng phí trông giữ xe lên 1,5 đến 2 lần. Một nội dung được hầu hết các đại biểu Hội đồng Nhân dân đề nghị chất vấn lãnh đạo thành phố chính là cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại nhiều quận nội thành, đồng thời cử tri kiến nghị cho trông xe trên những tuyến phố có vỉa hè rộng trên 3,5m. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân khóa 8 sẽ được khai mạc vào sáng ngày mai. Một trong những kiến nghị bức thiết nhất mà cử tri thành phố gửi tới kỳ họp lần này chính là chính quyền phải sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng cướp giật ngày càng táo tợn và lộng hành. Cử tri phản ánh tình hình cướp giật trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng ngày một phức tạp, xảy ra nhiều vụ trọng án, nhất là các ngày cận Tết khi mà lực lượng công an thì quá mỏng. Điều này đã gây tâm lý bất an cho người dân khi ra đường. Cử tri đề nghị ngành công an thường xuyên tuần tra để phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tình trạng cướp giật trên đường phố, đồng thời đề nghị tăng cường cảnh sát khu vực cho các phường để giúp chính quyền giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Theo các báo cáo mới nhất từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 850 vụ cướp giật. Các địa bàn điểm nóng của nạn cướp giật bao gồm quận 1, quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Mặc dù đã tăng cường thanh tra kiểm soát nhưng chống buôn lậu vẫn được xem là bài toán nan giải của lực lượng chức năng. Lập lán dã chiến tại một số địa điểm trọng điểm, cách làm manh mún này lại là giải pháp của tỉnh Lạng Sơn từ nay đến Tết Nguyên đán, cũng là thời gian cao điểm về buôn lậu. Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, hiện nay lực lượng chức năng đã lập hơn 20 lán dã chiến nhằm ngăn chặn các đối tượng buôn lậu lợi dụng đường mòn, lối tắt, vận chuyển hàng lậu qua biên giới và xuất nhập cảnh trái phép. Những lán này được đặt ở dọc tuyến biên giới, đặc biệt là những địa bàn nóng về buôn lậu như Bãi Danh, Cốc Bưởi, Tân Thanh, Cốc Nam, huyện Văn Lãng, Chi Ma, huyện Lộc Bình. Tất cả đường mòn, lối tắt được cắm biển báo, khu vực cấm xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là gia cầm và pháo. Lực lượng chức năng nhận định, hiện nay tình trạng buôn lậu được tiến hành rất tinh vi. Ngoài thủ đoạn truyền thống như chia nhỏ, xé lẻ thuê người mang vác qua đường mòn, đường tắt, nay các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để gian lận trốn thuế. Tính đến ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn mới bắt giữ 35 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa là 3 tỷ đồng. Những ngày gần đây, hàng chục hộ dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có những phản ứng gay gắt trước tình trạng ô nhiễm bụi của nhà máy xi măng Đại Việt Dung Quất. Mặc dù mới đưa vào hoạt động và chưa sử dụng hết công suất, thế nhưng nhà máy này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Sử dụng mọi vật dụng để ngăn chặn các phương tiện ra vào. Đơn yêu cầu liên tục có thêm những chữ ký mới. Có những lúc, bức xúc đã lên tới đỉnh điểm.
già có, trẻ có, hàng chục người dân Bình Đông đã vây chặn nhà máy. Chuyện nhà máy xi măng Đại Việt Dung Quất thuộc công ty cổ phần xi măng miền Trung gây ô nhiễm đã không còn dừng lại ở chuyện của một người hay một gia đình nữa. Mình đến đây để phản ánh cái nhà máy xi măng này rất là bụi bặm, lò ô nhiễm môi trường, bà con chúng tôi là ở không được, cho nên là kéo ra đây. Em tới bữa nó cũng đóng cửa, không ở được mà tới ngủ xóa ngà là bụi nó đóng đầy cửa hết, chuốc là hấu không thôi. Liên tục những ngày qua, bụi từ nhà máy này đã gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Mọi vật dụng trong gia đình đều bám bụi, nguồn nước không còn an toàn. Giếng nước công cộng cũng phải ngừng sử dụng. Bụi là tối thì nó đáng cửa xóa ngà ra là nó đáng trong cửa, móc hết. Móc thích như là mùi xi măng thì xi măng sâu là cái bụi nó đáng vậy. Rồi quét lao một ngà không biết mấy lần mà nói. Cho nên nhà ở tôi dò rồi không có chịu nổi được. Giải thích về sự việc này, lãnh đạo công ty cổ phần xi măng miền Trung cho rằng đều là do sự cố. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11, trong quá trình công ty nhập 3.000 tấn bột clinker dùng sản xuất xi măng về kho, bột clinker đã thất thoát ra môi trường, gây ô nhiễm. Chúng tôi sẽ cam kết là sẽ trong thời gian tới và nhập đợt tới là chúng tôi sẽ hạn chế tối đa cái lượng khói, lượng bụi mà bay ra môi trường. Hiện nhà máy xi măng Đại Việt Dung Quất mới chỉ hoạt động hết khoảng 1/3 công suất thiết kế. Không biết đến khi nhà máy này vận hành hết công suất thì cuộc sống và sức khỏe của người dân địa phương sẽ ra sao. Nằm ở một trong những vùng biển có nhiều tiềm năng về đánh bắt và chế biến thủy hải sản, mỗi ngày cảng cá ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tiếp nhận và chế biến hơn 300 tấn cá. Cuộc sống của người dân địa phương cũng đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, việc sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách tự phát, không có quy hoạch đã khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày trở nên trầm trọng, gây bức xúc cho người dân địa phương. Dòng nước thải đỏ lòm, những đống rác đầy ruồi nhặng là những gì còn lại sau một phiên chợ ở cảng cá Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ngày nắng cũng như ngày mưa, con sông đen kịt chưa bao giờ đổi màu nước. Xả thẳng ra sông luôn. Thôi không, cực kỳ không tai mà chịu được, đêm mà tôi ngủ cung cấp luôn. Cách cảng cá chưa đầy 500 mét, các doanh nghiệp chế biến thủy sản thi nhau xả nước thải ra môi trường. Và đây là những gì mà người dân tại xã Diễn Ngọc đang phải chịu đựng. Từ nhiều năm nay, con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Lực luôn ngập tràn nước thải từ những cơ sở chế biến hải sản trong làng đổ ra. Tôi đã đi đủ các chiến trường, nhưng mà tôi về đến một cái chiến trường, cái môi trường của sống đây thì hầu như nó có thể nặng hơn của cái mùi thuốc của nó nặng hơn chất độc cỏ màu da cam. Ao tù, nước đọng, khắp xóm trên làng dưới, không khí đặc quánh mùi tanh nồng của hải sản. Ô nhiễm đã trở thành câu chuyện khổ lắm nói mãi của người dân nơi đây. Và khi bất lực, người ta chỉ còn biết tìm cách sống chung với nó như một điều tất yếu của cuộc sống hàng ngày. Ở đây cả là cũng làm đơn cũng rất nhiều rồi, chứ mà lên mà răng mà cũng không thể đơn đâu hết. Rồi nãy khi bắt đầu ở đây cứ nghe mà nửa đêm cân sáng là mùi mây là không thể chịu được. Nhiều khi cái quân đấy là phải cho đi về quê ngoại này. Tập trung 75% sản lượng cá của cả huyện Diễn Châu, hơn 500 tàu cá từ khắp các địa phương cập cảng và 300 tấn cá được chế biến mỗi ngày. Nhưng do người dân thì làm ăn manh mún, nhỏ lẻ, các doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận. Kết quả là cảng cá Diễn Ngọc trở thành một điểm nóng về ô nhiễm trên địa bàn huyện Diễn Châu. Thì chúng tôi cũng đã lập biên bản và xử lý xử phạt hành chính. Bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp cũng hứa là sẽ tu sửa lại, nhưng vì lý do là họ cũng nói có cái hạn chế về vốn. Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã kiểm tra và yêu cầu cái ban quản lý cảng cá là thực hiện đúng quy hoạch. Để làm cái quy hoạch, làm cái việc là đánh giá tác động môi trường, thực hiện cái nhà máy cho nó đảm bảo đúng quy định. Hoặc là nếu như không được thì phải chuyển địa điểm khác. Ở đâu có nghề thì ở đó sẽ phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cảng cá Lạch Vạn sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai. Nhưng ở đâu có hoạt động sản xuất thì ở đó cũng sẽ ô nhiễm. Giữ gìn môi trường trong sạch không chỉ là câu chuyện của riêng các cấp quản lý, mà nó còn cần ý thức của chính những người làm nghề.
Hôm nay mùng 3 tháng 12 là ngày người khuyết tật quốc tế. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam hiện đang có hơn 30% người khuyết tật không có việc làm. Hiện cả nước có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật chiếm 6,63% tổng dân số. Việc lãng phí nguồn nhân lực là người khuyết tật đã kéo theo những hệ lụy nhất định cho nền kinh tế. Theo ILO, mỗi năm nước ta mất đi 3% GDP vì thị trường lao động hạn chế tiếp nhận người khuyết tật. Nhân ngày quốc tế về người khuyết tật năm nay, ILO kêu gọi các nước trong đó có Việt Nam cần có những chính sách hiệu quả giúp người khuyết tật tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động vì lợi ích của mỗi người và của toàn xã hội. Theo ILO, biện pháp quan trọng đầu tiên là phải đưa ra pháp luật và chính sách ủng hộ các cơ hội việc làm cho người khuyết tật và các chính sách đó phải được thực hiện hiệu quả. Có được một công việc có thu nhập riêng, không phải dựa dẫm vào gia đình là mơ ước của tất cả những người khuyết tật. Trên thực tế, người khuyết tật hoàn toàn có thể sống độc lập, không có nghĩa họ phải sống tách biệt với gia đình, tự mình làm hết tất cả mọi công việc, mà sống độc lập ở đây là những người khuyết tật có thể quyết định cuộc sống của bản thân, sinh hoạt và làm việc như người bình thường với sự trợ giúp của người hỗ trợ chuyên nghiệp. Mô hình sống độc lập cho người khuyết tật được triển khai ở Hà Nội hơn 2 năm nay đã mang lại cho nhiều người khuyết tật một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một ngày làm việc của Lê Viết Tùng bắt đầu từ 7 giờ sáng. Công việc của cậu sinh viên năm thứ tư Đại học Mở là làm PA, tức là hỗ trợ cá nhân cho người khuyết tật. Sinh viên làm thêm là điều đã rất phổ biến, song công việc PA không phải ai cũng biết đến. Một công việc đòi hỏi sự chu đáo, ân cần và hơn hết là tấm lòng, thương người như thể thương thân. Thực ra cái công việc PA, người hỗ trợ cá nhân này thì thu nhập thì nói chung là cũng chỉ là một phần, thu nhập nhỏ thì cũng có thể giúp đỡ được mình trang trải thêm một số cho cuộc sống và học tập. Nhưng mà cái chính là mình muốn giúp đỡ những người khuyết tật để họ có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Hơn một năm gắn bó với công việc, cũng là hơn một năm Tùng chăm sóc, giúp đỡ anh Nguyễn Xuân Đoàn, một người khuyết tật nặng, không có khả năng đi lại. Những việc như thế này, ban đầu tuy có chút gượng gạo, nhưng đến nay đã trở nên thuần thục, đến mức hai người đã coi nhau như anh em trong nhà. Khi bắt đầu làm cái công việc này thì mình mới bắt đầu nhìn nhận được thêm về những cái hoàn cảnh rất khác nhau trong xã hội. Và mình khi nhìn những tấm gương như anh Đoàn thì mình đã tự nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Mình cảm thấy BA cũng giống như một người bạn, tức mình có thể tâm sự, sẻ chia mọi buồn vui, có thể đôi lúc có thể là những chuyện về tình cảm. Đối với Tùng, anh Đoàn đúng là một tấm gương. Tuy mắc bệnh bẩm sinh khiến cơ thể cứ liệt dần, nhưng không vì thế mà anh Đoàn mặc cảm về bản thân, phó mặc cho số phận. Sau một thời gian mày mò tự học, anh đã mở được một trang web bán hàng online, tự kiếm được thu nhập cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Kể từ khi mình tham gia vào cái phong trào sống độc lập của người khuyết tật và có người hỗ trợ cá nhân đến từ trung tâm sống độc lập Hà Nội, thì lúc đấy thì mình cảm thấy là mình đã có thể chủ động hơn trong mọi quyết định, từ công việc đến cuộc sống riêng. Nghị lực của anh không chỉ khiến gia đình tự hào mà còn khiến xóm giềng cảm phục. Bắt đầu từ đợt ý giờ là em sống nó hòa đồng, nó tư tưởng nó thoải mái, thế là nhà cũng yên tâm. Đấy cũng là tấm gương để cho các con tôi cũng bảo đấy cho các con nhìn xem. Đoàn, em Đoàn ấy là bị như thế nhưng mà em rất là cố gắng, rất là có nghị lực vượt mọi cái khổ, cái khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Nhờ có mô hình sống độc lập cho người khuyết tật, nhờ có Tùng, người hỗ trợ cá nhân, mà cuộc sống của anh Đoàn giờ đã hoàn toàn đổi khác. Anh Đoàn còn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Mới đây, anh vừa tổ chức thành công chương trình Cặp đôi hoàn hảo cho người khuyết tật, mang niềm vui, ý chí lạc quan yêu đời đến cho những người đồng cảnh ngộ. Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế, chính phủ Nhật Bản yêu cầu rà soát 49 đường hầm cao tốc cũ sau vụ sập đường hầm nghiêm trọng làm 9 người thiệt mạng vào ngày hôm qua.
bức thư tay nổi tiếng của vị hoàng đế Napoleon vừa được bán đấu giá thành công với giá 4 tỷ đồng. Trong bức thư này, hoàng đế Pháp dọa cho nổ tung nước Nga. Đám cưới tập thể tuy giản dị nhưng cũng không kém phần trang trọng của 7 cặp đôi tí hon người Trung Quốc. Mở đầu phần tin quốc tế với những thông tin tiếp theo về vụ sập đường hầm ở Nhật Bản làm 9 người thiệt mạng. Ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu rà soát lại 49 đường hầm cao tốc cũ tại nước này, đồng thời cho lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo các nhà chức trách của Nhật Bản, số người tử vong có thể còn tiếp tục tăng lên bởi rất nhiều xe bị mắc kẹt trong đường hầm sau khi vụ việc xảy ra. Nhiều câu hỏi lớn được đặt ra khi một đường hầm lớn trên tuyến giao thông huyết mạch ở một quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ cầu hầm lại bị sập. Công ty đường cao tốc miền Trung Nhật Bản Nexco ở Nagoya đã nhận trách nhiệm trước báo giới về vụ tai nạn nghiêm trọng này. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán thiết bị đỡ nóc đường hầm bị xuống cấp có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, các tấm chân của đường hầm đã không được sửa chữa hoặc gia cố kể từ khi chúng được xây dựng vào năm 1977. Tuy nhiên, chúng đã được kiểm tra an toàn hồi tháng 9 vừa qua và được khẳng định là vẫn hoạt động tốt. Công ty Nexco thừa nhận việc kiểm tra an toàn chủ yếu được thực hiện bằng mắt thường như tìm kiếm các vết nứt hoặc các dấu hiệu bất thường khác, song họ đã không kiểm tra độ vang trên các cấu trúc kim loại đỡ các tấm bê tông nặng tới 1,5 tấn. Trong khi đó, Nhật Bản thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, do đó các cấu trúc đường cũ có nguy cơ bị ảnh hưởng cao. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay đã yêu cầu kiểm tra tất cả 49 đường hầm cao tốc cũ ở nước này. Trước mắt, 3 đường hầm khác trong khu vực có cùng thiết kế giống đường hầm Sasago đã được tiến hành kiểm tra. Đây không phải là lần đầu tiên sự cố sập hầm nghiêm trọng xảy ra ở Nhật Bản. Năm 1996, một đường hầm ở Hokkaido miền Bắc nước này cũng đã bị sập, khiến 20 người tử vong. Trong những ngày qua, đúng như dự báo, nước Nga đã phải chứng kiến một lượng tuyết rơi kỷ lục trong vòng 50 năm qua. Tình trạng tuyết rơi dày đã khiến tuyến đường cao tốc nối Moscow và thành phố Saint Petersburg tắc nghẽn nghiêm trọng khi hàng chục nghìn xe ô tô bị mắc kẹt. Rất nhiều lái xe đã phải ở trên đường suốt 3 ngày liền trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C. Theo các kênh truyền hình của Nga, tình trạng ùn tắc xe bắt đầu xảy ra trên tuyến cao tốc M10 nối Moscow và thành phố Saint Petersburg từ hôm 30 tháng 11. Tuy nhiên, cho đến tận tối ngày 2 tháng 12, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt, khi đoàn xe bị kẹt vẫn còn kéo dài trên đoạn đường hơn 50 km. Tắc đường đã khiến nhiều lái xe phải ở lại trên đường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Họ buộc phải mua đồ ăn uống từ các quán cà phê ven đường với giá cao, trong khi đó nhiều cây xăng bên đường cũng không còn xăng để bán. Bộ các tình trạng khẩn cấp của Nga đã cho lập các trạm sưởi ấm và cung cấp thức ăn nóng từ các bếp ăn dã chiến, đồng thời lập đường dây nóng nhằm hỗ trợ các lái xe. Tuy nhiên, rất nhiều người chưa biết các dịch vụ hỗ trợ nói trên sẽ không bao giờ đến được với họ, trong khi đó nhiên liệu trong các phương tiện đang cạn dần, đe dọa đến khả năng vận hành của động cơ. Tình trạng tắc nghẽn vẫn còn, song giao thông đang từng bước trở lại bình thường. Tôi nghĩ trong vài giờ tới tình hình sẽ trở nên ổn định. Theo các báo cáo, tình trạng tắc nghẽn trong ngày hôm qua có thời điểm kéo dài lên đến 200 km. Có xe thậm chí chỉ dịch chuyển được 1 km trong suốt 24 giờ. Ngày hôm qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã được đông đảo người dân chào đón nhiệt liệt tại thành phố Ramallah sau khi ông trở về từ trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi Palestine đã giành được sự đồng thuận của phần lớn các thành viên Liên Hợp Quốc và trở thành nhà nước quan sát viên phi thành viên của tổ chức lớn nhất thế giới này. Bên ngoài trụ sở của Tổng thống Abbas tại thành phố Ramallah, khoảng 5.000 người đã tập trung để ăn mừng chuyến trở về thắng lợi của ông. Họ ca hát và vẫy cờ để chào đón Tổng thống như chào đón một vị anh hùng. Trong bài phát biểu trước người dân Palestine tại Ramallah, Tổng thống Abbas tuyên bố Palestine đã có nhà nước và đã được thành tích mang tính lịch sử. Tổng thống Abbas cũng cho rằng, sau khi được Liên Hợp Quốc trao quy chế nhà nước quan sát viên phi thành viên, người dân Palestine còn nhiều thách thức phía trước. Đất nước Palestine cần chấm dứt chia rẽ nội bộ, tiến tới thành lập chính phủ điều hành chung cho tất cả các vùng lãnh thổ của người Palestine, chấm dứt tình trạng phong trào Fatah điều hành ở bờ Tây và Hamas nắm quyền ở giải Gaza như hiện nay. Việc được nâng quy chế tại Liên Hợp Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Palestine, bởi từ nay họ có đủ tư cách tiếp cận với các cơ quan của Liên Hợp Quốc, cũng như Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi họ có thể nộp đơn khiếu nại chống lại Israel. Trong khi đó, để đáp trả, cũng vào ngày hôm qua, Israel đã lập tức tuyên bố ngừng chuyển giao tiền thuế cho chính quyền Palestine. Cụ thể, Israel sẽ giữ lại 120 triệu đô la Mỹ tiền thuế của tháng 12 này.
một bức thư tay do vị hoàng đế nổi tiếng của Pháp Napoleon Bonaparte viết với nội dung nói về việc cho nổ tung điện Kremlin của Nga vừa được bán đấu giá thành công tại Paris. Để có được kỳ vật lịch sử này thì chủ sở hữu mới đã phải chi 150.000 euro, tương đương với hơn 4 tỷ đồng Việt Nam. Trước phiên đấu giá, giám đốc Jean-Christopher Chataignier của nhà đấu giá Ocenat ước tính bức thư sẽ giúp họ thu về từ 10.000 đến 15.000 euro. Tuy nhiên, rất nhanh sau khi được đưa ra chào bán, mức giá được trả đã tăng chóng mặt. Cuối cùng, bức thư 200 năm tuổi đã thuộc về Bảo tàng Thư và Bút tích tại Paris sau khi họ chấp nhận chi 150.000 euro. Cùng với bản gốc, bảo tàng này cũng sẽ được nhận một bản giải mã nội dung thư do bức thư hoàn toàn viết bằng mật mã. Bức thư hoàn toàn được mã hóa, thông thường người viết không ký tên, nhưng bức thư này rất quan trọng nên nó đã được ký. Chúng tôi đã giải mã nội dung bức thư và thật bất ngờ, câu đầu tiên của bức thư là ta sẽ cho nổ tung điện Kremlin vào 3 giờ sáng ngày 22. Đây là bức thư được Napoleon viết năm 1812, gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Huguette Bernard Maret khi ông này đang ở vùng Vilnius, ngày nay là Litva. Bức thư còn tiết lộ sự tức giận của vị hoàng đế đối với cuộc chiến mà trong đó đội quân của ông bị suy kiệt vì đói, rét và bệnh tật. Trong thực tế, Napoleon đã làm đúng những gì mình tuyên bố khi cho nổ tung điện Kremlin, phá hủy các bức tường và tháp cao trước khi rút quân. Cuộc chiến bên ngoài Moscow vào tháng 9 năm đó được coi là một trong những ngày đẫm máu nhất trong cuộc chiến của Napoleon tại Nga với ít nhất 70.000 người thương vong. Tại Brazil, khi việc phát triển nhà ở đô thị không được kiểm soát và tỷ lệ tội phạm vẫn ở mức cao, thì các khu ổ chuột tồi tàn cũng trở thành một đặc điểm nổi bật của các thành phố ở nước này. Tuy nhiên, ngay giữa một khu ổ chuột tại Rio de Janeiro, một khách sạn mang tên Maze đang dần trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách quốc tế. Nằm trong một khu ổ chuột ở phía nam Rio de Janeiro, khách sạn Maze chỉ có 7 phòng để phục vụ du khách. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất của khách sạn chính là tầm nhìn tuyệt đẹp từ sân thượng. Khung cảnh ở đây rất đẹp, nó giúp bạn có cảm giác được thư giãn. Đây cũng là trung tâm của nhiều khu du lịch như Copacabana hay Santa Teresa, vì vậy ở đây là rất lý tưởng. Các chi tiết xây dựng và sửa chữa do chính chủ khách sạn thiết kế cũng là một điểm độc đáo của khách sạn. Là một chuyên gia về môi trường, ông đặc biệt chú ý tận dụng các vật dụng tái chế trong việc thiết kế và trang trí khách sạn, đồng thời không ngừng bổ sung những tác phẩm nghệ thuật hoặc phong cách thiết kế mới cho các căn phòng. Khách sạn này mở ra không phải vì mục đích thu lợi nhuận. Tôi không bao giờ tính toán diện tích của khách sạn hay đếm số du khách. Ở đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi muốn các khách hàng của mình được thư giãn. Không gian trong khách sạn tương đối lạ, vì vậy các vị khách đến đây cũng là những người có tính cách thú vị. Mặc dù nằm giữa khu ổ chuột, nhưng các du khách cho biết họ không hề phải lo lắng về tình hình an ninh tại khách sạn. Tổ chức đám cưới tập thể không còn là một sự kiện mới mẻ với tất cả mọi người. Tuy nhiên, những cảm xúc đặc biệt mà một đám cưới, ở đó nhân vật chính là các cặp cô dâu chú rể tí hon đem lại, thì chắc hẳn chưa nhiều người được trải nghiệm. Một hôn lễ tập thể như vậy đã diễn ra trong những ngày cuối tuần qua tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ngày 1 tháng 12 vừa qua là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của 7 cặp đôi có mặt tại khu Ngọc Tuyền Doanh ở thành phố Bắc Kinh. Khác với những đám cưới bình thường, các cô dâu chú rể ở đây dù đã ở độ tuổi trưởng thành, song ngoại hình lại khá đặc biệt. Tất cả đều rất nhỏ bé, với chiều cao trung bình chỉ 1m26. Mặc dù vậy, yếu tố này cũng không làm cho đám cưới kém phần trang trọng, dù nó được tổ chức khá đơn giản. Đối với những con người thuộc thế giới tí hon, việc tìm được đối tượng để xây đắp hạnh phúc gia đình là một điều rất khó khăn. Chính vì vậy, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng xã hội. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ chúng tôi, những người đã sinh ra chúng tôi, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong cuộc sống. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi đến với nhau. Sự kiện đặc biệt này được tổ chức bởi Sở Văn hóa và Liên đoàn Người Tàn tật Bắc Kinh. Đây cũng là một phần của dự án chuyên giúp đỡ và thể hiện sự quan tâm tới những người khiêm tốn về chiều cao. Rất đông tình nguyện viên đã tham gia giúp sức cho hôn lễ tập thể này. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.